Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất động sản xà Thành. Hiện tại nhân đang ở góc đường giữa đường uh, Nguyễn Văn Cừ và Phan Văn, Văn Trị ha. Bên đây đường là phường 2 quận 5, bên kia là Nguyễn Văn Cừ, của khu vực quận 1 ha anh chị. Đi thẳng đây là mình lên cầu uh, Nguyễn Chim, cầu Nguyễn Cừ ha, cầu Nguyễn Cừ gần kia là ngã tư giữa đường uh, Nguyễn Văn Cừ và đường Trần Hưng Đạo ha anh chị. Đó thì xanh đèn đỏ phía trước mặt anh chị là Nguyễn Cừ và Trận Đạo. sau lưng mình nè à? sau lưng mình là Nguyễn trãi đó thì xanh đèn đỏ là Nguyễn trãi và Nguyễn Văn Cừ ha đó là khu vực của Bộ Công an nha đi thẳng luôn là mình về chạy uh, tới trường Lê Hồng Phong trường uh, Đại học Xã uh, hội Nhân dân Đại học Sài Gòn đó ở đây là trung tâm uh, của xài uh, hành ha À, hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở khu vực phường 2 quận 5 ha. Căn nhà này ở hẻm là 3 mét rưỡi luôn. Ở nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu ha anh chị, nhà đúc bê tông có phép. Ở à, sổ hồng riêng có hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Với chiều ngang là 3 m và chiều sâu vào là 9 m ha. À, cách vài bước là ra tới mặt tiền đường à, Phan Nhân Trị và đường Nguyễn Biểu rồi ở đây là phan nhân trị nha đang đi theo đường phan sĩ đi vào nha nhà mình thì có hướng chính là hướng uh, tây nam nha anh chị hướng chính là hướng tây nam ha à. ở đây là trung tâm gần uh, nhà thờ chợ quán chợ bầu sen ha à, ở đây phải là mình về ngay trường uh, đại học sài gòn luôn rồi đó ở đây là góc uh, giữa Trần Hưng Đạo và đường uh, Nguyễn Biểu đó anh chị? À, đi thẳng luôn, hẻm 95 mình đi vào cũng được nha Mình đi đường Nguyễn Biểu thì uh, sau lưng một căn nhà mặt tiền thôi Hẻm Thông Hẻm Thông sau lưng căn nhà mặt tiền là tới rồi Rồi, à, ở đây là vị trí uh, hẻm vào nhà của mình rồi nè Cây xanh đèn đỏ đằng kia, ngay cây xăng là góc Nguyễn Biểu Và đường uh, Trần Hưng Đạo rồi đó anh chị Đó Vậy ở đây là mình về lại uh, trung tâm quận 5 và căn nhà mình nằm trong hẻm này nè à, Sau lưng căn nhà cao tầng này nè anh chị, sau lưng căn nhà cao tầng này là vị trí căn nhà mình rồi đó Rồi, nhân sẽ đi vào trong và review bên trong cho anh chị mình xem ha Sẽ đi qua, qua đó và review bên trong cho anh chị mình xem Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sa thành Hiện tại nhân đang ở trên đường Nguyễn Biểu, ngay khu vực phường 2 của quận 5 mình ha. Ở ngoài từ đường xanh đèn đỏ phía trước mình đó, là ngay cây xăng trên đường Nguyễn Biểu với lại đường Trần Hưng Đạo ha. Mình rẽ tay trái thì mình về cầu Nguyễn Văn Cường đi thẳng luôn về chợ Bến Thành ha. Ở đây thì giáp với quận 1, quận 3, quận 5 ha và quận 10. Còn mình đi thẳng hướng này thì mình về Trần Hưng Đạo, về Nguyễn Trãi anh chị ngay uh, trường đại học Sài Gòn Đó, có tòa nhà phía trước mặt anh chị là trường uh, đại học Sài Gòn ha ngay góc Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Biểu luôn Đó, căn nhà này thì mình nằm gần chợ Bồ Sen nè gần nhà thờ chợ Quán chị bà chỉ sau lưng căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Biểu thôi hẻm trước nhà mình là hẻm xi măng sạch sẽ khoảng 3 mét nha căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu pháp lý sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên ha chỉ nằm sau lưng một căn nhà nằm ở trên đường Nguyễn Biểu, hẻm thông từ 95 Phan Nhân Trị, ông sang đường hẻm 175 đường Nguyễn Biểu nha anh chị. Và vị trí nhân đang đứng là hẻm 175 Phan Nhân Trị nè. Đó, các căn nhà mình nằm sau lưng căn nhà mặt tiền này nè. Rồi nhân đi vào trong để review bên trong cho anh chị mình xem ha. Đó, hẻm trước nhà của mình nè. Hẻm vào nhà của mình ha, hẻm xi măng. Mình có thể đi từ hẻm 95 đường Phan nhân trị đi vào cũng được ha mặt là mình đi hẻm uh, 175 đường Phan nhân trị vào là gần nhất nha Đó. À, kế bên căn góc luôn nha anh chị kế bên căn nhà góc luôn ở trên ban công mình lấn được một mét nè ở căn đó đó anh chị 95 sẹt 26 đường uh, Phan Văn Trị ha đó. ở ngoài kia là chỉ ra khoảng, khoảng 25m là tới mặt tiền đường uh, phan trang trị rồi ha Đó, hai bên để xe và hẻm mình sạch sẽ xi măng sạch sẽ nha vẫn xe qua lại nhộn nhịp ha ở trên ban công mình lấn ra được một mét và có khung sắt bảo vệ xung quanh hết nha địa chỉ căn nhà mình là 95 mươi 26 đường phan trang trị phường 2 của quận 10 tôi xin lỗi chị quận 5 ha ở nhà mình có khung sắt bảo vệ nè ở cửa sắt bốn cánh bên ngoài ha cửa lùa bên trong là cửa nhôm sifa kính cường lực có dán uh, có gắm rẹp cho anh chị mình luôn á uh. ở trên khung sắt bảo vệ uh, căn nhà mình á uh. ở trên cũng có một trệt và hai lầu nhà đúc bê tông có phép ha uh. hướng nhà là hướng uh, tây nam nha uh, anh chị uh, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu uh. ha pháp lý chuẩn luôn mua bán ký công chứng sang tên hẻm thông ở uh, ngang là 3 mét nha uh, anh chị từ miếng đây qua bên kia là 3m và hẳn vào tới trong là 9m đây mình đi ra đường 95 đường Phan Văn Trị rồi nhân đi vào trong review bên trong cho nhà cho anh chị mình xem nha đó, thì nhà mình cao ráo ha cửa này là cửa sắt cửa lùa nè anh chị đó, cửa sắt cửa lùa đó, bên trong là cửa nhôm sifa kính cường lực có lắp rèm cho anh chị mình luôn đó gạch loại 6 tấc nha và dán giấy dán tường xung quanh hết ha các vị bên trong nhà chủ sẽ tặng lợi cho anh chị mình ha anh chị và giá hiện tại giờ chủ đang giảm xuống Giảm 350 triệu xuống Còn 3 tỷ 4 tỷ 4 tỷ 500 triệu đồng nha anh chị Còn 4 tỷ 500 triệu đồng Và giá này vẫn còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh ha Mình đến xem căn nhà này Nếu thấy phù hợp Nhưng sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá nha Đó, Chủ tặng đồ bộ các thiết bị nội thất Bên trong căn nhà mình ha Trần nhà cao ráo dán giấy dán tường xung quanh hết nha Đó, Kết hợp thêm đèn led ở trên thì đóng lao phong, xài đèn led nha. Sofa này chủ cũng tặng cho anh chị mình luôn. Và tủ lạnh đó chủ cũng tặng cho anh chị mình ha. Đó, nhà điện 99.000 3m và sâu vào 9m hướng nhà là hướng Tây Nam. Nhà đúc bê tông cốt thép giá là 4 tỷ rưỡi. Giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha. Giảm 350 triệu rồi ha anh chị. Đó, trước đây anh chị mình có xem cái video này thì là 4 tỷ 850 ha. Ở đây có làm cái vách ngăn nè. À cái vách ngăn thì uh, chủ cắt xin xi, che cái cầu thang đi xuống, che không gian phòng bếp và phòng khách ha. Đó. Nhà sổ hồng riêng vuông vắn nha anh chị. Ở trên có đèn trang trí cho anh chị mình luôn kìa. Đó, nhà điện chính nước chính, hướng nhà là hướng Tây Nam. Giá là 4 tỷ 500 triệu đồng nha. Giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh. Hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 082239 39 39 ha kênh YouTube bất động sản Sài Thành nó cái tủ lạnh này còn mới là chủ tặng cho anh chị mình luôn và rồi sau đây là không gian bếp nha bếp thì tủ bếp trên tủ bếp dưới bằng gỗ tự nhiên nha và mặt bếp thì xài đá hoa cương bồn rửa sâu lòng 304 Đó. đây anh chị mình xem không gian bếp cũng rộng rãi và thoải mái nha anh chị ở đây mấy cái tủ cho anh chị mình xem nè Đó, tủ gỗ tự nhiên ha. Ở đây mình để đồ uh, cũng nhiều nha anh chị. Nếu mình để đồ là rất là nhiều luôn á. À, bên chân cầu thang thì còn một khoảng trống nè. Chủ có làm máy uh, bơm nước cho anh chị mình luôn. Và bên trong đó thì uh, dán uh, nhựa và đá nha. Uh, nhựa giả đá, điện âm tường nè. Đó, điện âm tường hết ha. Ở đây có cái dầu uh, nước xả của máy giặt luôn. Hoặc là mình để máy giặt bên đây. Bên đây chủ cũng đã để ống xả bên này rồi ở chỗ này thì dán giấy dán tường cao ráo quá có quạt hút và móc treo đồ inox hết ha rồi trong cái dưới chân cầu thang thì chủ tận dụng làm một cái không gian của nhà vệ sinh ở đây thì chủ dán tường cao ráo lên hết rồi các thiết bị nhà vệ sinh này đầy đủ nha anh chị đầy đồ cũng bằng xứ hết gạch cũng còn sạch sẽ ha anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân ha qua số là 0822 39 39 39 ha kênh YouTube bất động sản Sài Thành ha chủ đã giảm 350 triệu từ 4 tỷ 850 xuống còn 4 tỷ rưỡi và giá này vẫn còn hương lượng cho anh chị mua bán nhanh ha mình đến xem bất động sản này xem pháp lý xem vị trí của căn nhà mình sao nếu thấy phù hợp thì nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ để làm việc thêm về giá ha và nhân đi lên trên để review tầng 1 cho anh chị mình xem ha Đó, mà anh chị xem lại không gian dưới nhà mình một lần nữa ha không gian bếp tủ gỗ tự nhiên hết nha rồi à, cầu thang thì cầu thang đúc nha anh chị mặt đi bằng đá qua cương đen mặt trong cũng là đá qua cương đen luôn có làm cái tay vịn inox bên à. bên hông cho anh chị mình có người lớn tuổi đi xuống ha ở đây có cái vách kính cường lực nè xung quanh thì uh, dán giấy dán tường cao ráo từ trên hết ha hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này hoặc có bất động sản cần ký gửi thì anh chị mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha nhân sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình đến khi giao dịch luôn nha quay nhà là hoàn toàn miễn phí nha anh chị không có tốn phí ha ở dưới chân cầu thang ngay chỗ không gian tầng 1 thì chủ cũng làm cái tủ nè tủ nhôm nha cửa nhôm kính ha để mình để đồ gọn vào đó ừ, hai tầng luôn ở đây mình còn một khoảng trống mà không khoảng trống và cái phòng ngủ ở chợ, ở trong đây đó, có dán giấy dán tường hết có máy lạnh cho anh chị mình luôn nha sàn là xót sạc gỗ nha anh chị sàn này là sàn gỗ nha Đó, một phòng ngủ ở trên này và khoảng trống ở trước nhà trước phòng ngủ này nữa ha mình có con em thì mình đã ngồi trước mình quản lý nó học hành gì cũng được ha anh chị Đó, một trệt và hai lầu nhà đúc bê tông cốt thép ở đây có làm cái tủ nhỏ nhỏ cho anh chị mình tủ âm tường nè Đó, để mình chảy đồ vào đây Đó, đường đà nè một trệt và hai lầu ha anh chị ở đây thì có cái cửa sổ và có lắp rèm cho anh chị mình luôn của lô của anh chị ngoài đó còn cái khung sắt nữa đây là không gian của tầng 1 nha và ở trong tầng 1 này thì cũng có nhà vệ sinh mình có thể làm một cái phòng kính chỗ này nữa ha nếu mình muốn phòng ngủ mình rộng rãi ha mình làm phòng kính chỗ này luôn mỗi tầng một phòng có nhà vệ sinh riêng luôn ngang 3m và sâu vào 9m một trệt và hai lầu hướng nhà là hướng Tây Nam nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu sau lưng căn nhà mặt tiền ở hẻm 175 đường Phan nhà đường Nguyễn Biểu ha gần gấp cây xăng Nguyễn Biểu và đường Trần Hưng Đạo anh chị tại chạy được tí xíu là thấy giáp quận 1 quận 3 quận 5 quận 10 à, nhà vệ sinh ở dưới tầng 1 ha ừ, cái này còn một cái khoảng trống ở bên kia là cái phòng ngủ rồi nhưng đi lên trên cho anh chị mình xem nha mặt đi vẫn là cầu thang đúc mình đi lên ha mặt đi vẫn là đá hoa cương nha xung quanh thì chủ dán giấy dán tường hết đây có phòng ngủ lớn nè xung quanh dán giấy dán tường cao ráo hết ha cửa này cửa gỗ nha nhiều giờ dạ gỗ anh chị rồi ở đây cũng lót sàn gỗ luôn ở phòng này thì có nhà vệ sinh phía trong luôn nha anh chị hôm này có nhà vệ sinh phía trong Đó, nếu anh chị mình làm cái phòng ngủ kia cao ráo lên được hai phòng giống vậy lớn luôn nha hai phòng ngủ lớn ở đây có giường bàn trang điểm và có đèn trang trí có gắn máy lạnh cho anh chị mình luôn có cửa ra ngoài ban công luôn nha Đó, tủ âm tường có sẵn hết luôn nha anh chị đây tủ âm tường nè đầy đủ cái thiết bị ha giảm 350 triệu rồi nha anh chị hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu anh chị thấy phù hợp ha, qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha, hoặc là 0822 39 39 39 kênh YouTube bất động sản xe thành nha anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản nghĩ nhất cho mình Họ đi ra ngoài cái ban công cho anh chị mình xem nè ở đây khóa cửa rồi à, đây qua cửa ban công của mình cũng còn rộng rãi ha và cao ráo có làm một lớp tường xong rồi còn làm khung sắt cho anh chị mình nữa nè đó, ở đây cũng lắp rèm cho anh chị mình hết rồi ở phòng ngủ lớn trên này ha ở phòng ngủ trên tầng 2 này thì có nhà vệ sinh phía trong luôn nha anh chị nó các thiết bị đồ là chủ để lại hết cho anh chị mình ha nhà cao ráo sạch sẽ ha chủ vừa mới sơn sửa lăn sơn nước lại hết cho anh chị mình luôn ha hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản đi này. này nếu anh chị mình thấy phù hợp căn nhà nằm ở địa chỉ là 95.26 đường Phan Văn Trị khu vực phường 2 của quận 1, quận 5 nha anh chị đây phường 2 quận 5 đó, gần trường đại học Sài Gòn á gần góc ngã tư giữa đường Trần Hưng Đạo và đường uh, Nguyễn Biểu ha đó, mình đi hẻm 175 vào rất là gần nha ở trong phòng ngủ này có nhà vệ sinh phía trong luôn nè ở đây thì chủ lót gạch cao ráo lên tới trên các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha có máy hút mùi luôn nè có quạt hút ra ngoài luôn ha tường cao ráo hết nha anh chị đèn led giá treo đồ inox các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha sổ hồng riêng ở ngang 3 m và sâu vào là 9 m một trệt và hai lầu nhà đúc bê tông cốt thép hết được hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh nha anh chị à, nằm ở địa chỉ là 95 26 đường Nguyễn Biểu ở đây là phường à, 2 quận 5 gần trường Đại học Sài Gòn gần trường Chiên Lê Hồng Phong à. giáp với lại quận 1 ha rất gần quận 1 luôn gần à, quận à, 10 Quận 3 ở trung tâm của quận quận 5 rồi anh chị mình đi lại rất thuận tiện ha không gian ở đây mình chưa một cái phòng trống chỗ này khi anh chị mình cần quản lý để làm con em mình dạy học thì ở đây cho nó học ở đây ha làm bạn học cho nó hoặc là phòng sinh hoạt riêng của gia đình ở đây này phòng ngủ sàn gỗ hết nha anh chị ngang 3 m và sâu vào là 9 m. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Ở hẻm thông từ 95 đường Phan Văn Trị, ông xe hẻm 175 đường Nguyễn Biểu, khu vực phường 2 của quận 5 mình ha. Đó, một trệt và hai lầu. Nhà đúc bê tông cốt thép hết. Chủ tặng toàn bộ cái thiết bị bên trong căn nhà cho anh chị mình ha. Giá giảm từ 4 tỷ 850 xuống còn 4 tỷ 500 triệu đồng. Giá này vẫn còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha. Hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 để xem bất động sản này ha. À, nếu thấy anh chị mình thấy căn nhà này phù hợp thì liên lạc với nhân ha. Và nhớ hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân nha. À, đi thẳng ngoài kia là 95 đường à, uh, Trang Trị nha anh chị. À. Còn bên đây thì mình đi ra uh, hẻm uh, 175 đường Nguyễn Biểu ha. Sát bên lô chỉ khách mặt tiền 25m sau lưng căn nhà mặt tiền thôi nha. ở ngoài kia là mặt tiền đường uh, Nguyễn Biểu các anh chị. Ha, anh chị mình uh, hãy nhấn like video và nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng nhất cho mình. hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phần khúc có giá dưới 4 tỷ rưỡi ha để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Chính xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau. Xin chào.